nhiều giống bò luôn á. Vậy đó hả? Biết giống ai không? Nhưng mà giống Angelina Jolie. Ờ, không. Số gì đây à? Có 17. Số gì đây? Cái bánh gì đây mày? Gì đây? Cái bánh gì đây mày? Gì đây? Nhưng em sẽ luôn giỏi thế. Thế hả? Và đang nghĩ chưa không biết gì. Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không cần số gì nha, không chỉ là số gì nha, không cần gì nha. Cảm ơn ai đồng biết tới sinh mai nha. Số gì đây, số gì là một người gì đa, số gì là số gì đa. Giờ thì sinh mai có gặp với nhau không? Không với nhau mà. Số gì đây, số gì là một người gì đa, số gì là số gì đa, một người gì đa, con số gì đây, số gì đa. Nghe nhẹ nghe 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 kìa mà con sáo, có mẹ ba cháu thì té vào ôm đầu. Con sầu nhỏ lên và giảm xá, có mẹ ba cháu và ngồi mà nghe cái gì nè le kìa đi và hấp cơm. Con mình thấy đứa gì thì vô viên, cái đứa vô viên cái đây và em lắm. Em đây có tấm mà nói em mờ chơ, quá cho đứa ngơ ngơ mà nói là đây thật. Thì gì có sẵn em đã thế rồi, đừng có lôi bôi ngay đây mà nói nào. Còn thì sao, còn thì sao, còn thì sao, còn thì sao. Dạ rồi, con 16 là có mẹ đọc giấy và cô chú chị mình khoan bơi xé tờ vé. Chúng em chào số lại với con số 16 quý vị. Và ngay từ bây giờ chúng em chào bước bên dưới là vòng loại bình thường phục vụ cho quý vị và lá vé là 20.000 đồng quý vị ha. Rồi vòng loại 4222 4222 hợp lệ 16 16 như địa sinh nguyện. Chị qua có 1 38 38 có 2 43 43 có 3 và 52 hợp lệ. Rồi chúc mừng mẹ nhận một phần quà dành con ha. Rồi và ngay từ bây giờ nhân viên chúng em trả bước bên dưới và cô chú chị mình nhớ dùng cho bụng đèn chúng em những cái tờ lá vé quý vị chưa trúng thưởng quý vị lật ra mặt sau ghi họ tên và số điện thoại bỏ vào thùng tâm trên đây để cuối giờ chúng em sẽ có một chương trình bốc thăm trúng thưởng cho quý vị. Chúng ta chọn ra những vị chủ nhân may mắn nhất quý vị ha, nhận về cho mình những phong bao lì xì trong buổi tối đêm nay. Thứ năm sẽ là chủ đề thật ăn, thứ sáu chủ đề gì hả? Chủ đề gì thứ sáu chủ đề gì thứ sáu sẽ là chủ đề Jack Green Night chưa và thứ bảy. Vâng, tại sao tại tuần này em sẽ nhớ hai cái chủ đề rất là quan trọng. Chủ đề thôi đó là chủ đề là cải lương hậu quả với là cái kịch ngày thứ chủ nhật đó. Cải lương hậu quả thì mình nhầm vào ngày thứ bảy đó, gồm những cái tiết mục và những cái trích đoạn mà hồi xa xưa ông bà ta mà cũng có nghe đó, những cái trích đoạn mà nói chung là đi vào huyền thoại đó, thì được tất cả các diễn viên của Đài Sài Gòn Đương Thời sẽ diễn lại, sẽ phục dựng lại cho quý vị coi. Còn một cái tiết mục nói chung là rất là hấp dẫn, rất là huyền bí. Dạ. Rồi còn chủ nhật đó là cái chốt cưới liền đó. Đó là cái vở kịch đó quý vị biết không đó. Cái vở kịch đó là nội dung kịch bản là của người đàn diễn Huệ đó quý vị. Đó và dàn dựng biên đạo là chị Trà Ngọc đó, rất là tuyệt vời quý vị nha. Cô chú chị mình những ai mà chưa có xem vở kịch đó, hy vọng chúng ta sẽ cùng đến với đoàn vào đêm chủ nhật quý vị. Còn thứ năm thì là Thuận An là đúng rồi, đúng không quý anh? Thì Thuận An á thì thật ra là tuần này sẽ có những cái món ăn rất là đặc biệt, khác với những quà tặng tuần trước luôn, khác hết luôn, ngon không? Ngon lắm. Tuần này sẽ những cái thức ăn mà cao cấp hơn, giống như là mình sẽ dạy hơn, mình sẽ du nhập vào những cái món ăn mà bên Nhật á, sashimi rồi những cái món mà sushi đó, rồi tapestries rồi Elvis rồi kiểu mấy cái bài ăn đó, món Elvis nữa hả? Ừ đó. Rồi quý vị ơi, bây giờ là chúng ta lấy với một tay nha. Rồi người đẹp cũng dùng trên tay chỉ còn hai lá vé nữa thôi quý vị ơi. Người đẹp sang sang bán hết vé rồi à. Dạ, người đẹp sang sang là chuyên gia là giật vé, giành vé, bán tùng. Đúng rồi đó, bán bất chấp luôn à. Đúng là tội nghiệp à. Dạ, thì cuối giờ người đẹp sang sang đi về chúng kiểu như là square về luôn á. Đó, rồi em đã thấy. Dạ quý vị ơi, rồi trên tay người đẹp Thanh Quy còn hai lá vé cuối cùng rồi quý vị ha. Hai là mấy tiếng cuối cùng cho người đẹp Thanh Huy ạ. Rồi, Thí Diễm còn cũng còn hai vé quý vị ơi. Đó, người đẹp Thí Diễm, cô gái đi ba. Đó. Rồi. Cá bòi. À, cá bòi đó hả? Nữ cá bòi ở vùng Caribe đó. Rồi, quý vị đặt lo cho trên tay. Lúc bây giờ sẽ không chuẩn bị chúng em giờ sổ lên chặt luôn ạ. Gì đây? Ok.
Dạ rồi, em mời Trường Nhân mình lên đây không ạ? Dạ, có mời má mình lên đây ạ. Dạ rồi, kính thưa quý vị, ngay ở bên dưới những người này của chúng em, những nam thanh